Sáng ngày 30 tháng 10, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý hai mẹ con tàn trữ hơn 800 kg pháo nổ. Theo đó, Công an huyện Hương Sơn phát hiện một điểm tập kết tàn trữ pháo trái phép trên địa bàn huyện. Ngày 28 tháng 10, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Nú, 64 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Quá trình khám xét phát hiện tại phòng ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà cất giấu một lượng lớn pháo nổ. Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 559 hộp pháo với tổng trọng lượng hơn 800 kg. Tại cơ quan công an, bà Nú khai nhận số pháo trên do bà và con gái là Đoàn Thị Hồng Hạnh, 27 tuổi, mua với số tiền 240 triệu đồng về cất giấu tại nhà để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn điều tra mở rộng.